miễn phí nền tảng quản lý giao nhận, thu tiền hộ chuyên nghiệp cho các đơn vị kinh doanh, giúp quản lý hàng và tiền COD của bưu tá triệt để, tối ưu hiệu quả điều phối đơn hàng, quản lý tiền COD cực kỳ hiệu quả và giảm tối đa thất lạc hàng hóa. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí khi bạn đăng ký ngay hôm nay. Truy cập webship.vn để đăng ký ngay. Lên tiếng cùng Vsmart làm rạng danh công nghệ Việt. Mascom có bản lĩnh gì trên sân chơi này? Mascom liệu có phải là một nhân tố mạnh mẽ để góp sức đẩy làn sóng công nghệ Việt lên cao và cạnh tranh trong thị trường công nghệ khốc liệt với 98% thị phần của nước ngoài? Mới đây, Mascom Việt Nam, một thương hiệu công nghệ thuần Việt, đã tích cực lên tiếng ủng hộ làn sóng Making Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông, hứa hẹn sát cánh cùng Vsmart Bphone làm rạng danh nền công nghệ nước nhà. Động thái ấy khiến nhiều người quan tâm, đặt dấu hỏi về thực lực của doanh nghiệp lâu nay vốn dĩ hoạt động khá thầm lặng này. Đặt chân vào văn phòng tiện nghi hiện đại rộng hơn 1.700m2 của Mascom, mọi sự ngỡ ngàng dần được vén mở. Nước cờ chinh phục thị trường công nghệ Việt. Công ty cổ phần Mascom Việt Nam được thành lập vào tháng 11 năm 2010. Trong suốt hành trình hơn 9 năm hoạt động, chiến lược của Mascom không phải là những chương trình truyền thông rầm rộ hay khuếch tán tên tuổi. Từng đường đi nước bước của doanh nghiệp đều định hướng nhất quán với sứ mệnh và triết lý Simple Smart Self. Được biết, mục tiêu hàng đầu của Mascom Việt Nam là giúp mọi đối tượng khách hàng từ học sinh, sinh viên đến người già, người lao động có thu nhập thấp đều có cơ hội làm chủ công nghệ, phát triển tri thức, hướng tới cuộc sống sung túc tiện nghi. Chính vì vậy mà Mascom có thể là cái tên xa lạ với nhiều người, nhưng các sản phẩm thuộc hai thương hiệu con là Mastel và Masco đã phủ sóng trên khắp 64 tỉnh thành. Với giá thành tiết kiệm nên cả những người thu nhập thấp cũng có điều kiện mua được và có cơ hội kết nối công nghệ. Ngay khi bước vào sân chơi công nghệ, Mascom đã quyết tâm mang đến những sản phẩm có giá thành thấp so với các ông lớn trong ngành và tập trung sản phẩm với những tính năng thông minh đủ xài. Cho ra đời những chiếc điện thoại dễ sử dụng cho người già, smartphone giá rẻ cho học sinh, sinh viên và thiết bị công nghệ phục vụ học tập cho trẻ em. Những con số ấn tượng với doanh thu hàng năm khoảng 23 triệu đô. Khi mà Vsmart Mobistar đã bắt đầu xuất ngoại, thì Mascom sau 9 năm hoạt động cũng đã ghi được nhiều thành tích trong làng công nghệ, thể hiện tiềm lực mạnh mẽ của mình trong việc chung tay thắp sáng công nghệ Việt. Không phải ai cũng biết, dòng điện thoại cơ bản feature phone của Mascom, dòng sản phẩm chiến lược vẫn đang chiếm lĩnh thị phần số 1 Việt Nam và doanh thu hàng năm của Mascom khoảng 1.000 tỷ đồng. Mỗi năm, khoảng 2,5 triệu chiếc điện thoại feature phone của Mascom đến tay người tiêu dùng, chưa kể các sản phẩm smartphone, laptop, tablet, thiết bị âm thanh, phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp. Sản phẩm của Mascom hiện được bán tại hơn 5.000 cửa hàng trên toàn quốc, có mặt ở tất cả các hệ thống bán lẻ điện máy và công nghệ lớn như FPT Shop, Viettel Store, Thế Giới Di Động, Vinpro, Viễn Thông A, MediaMarkt, Nguyễn Kim, v.v. Mascom đã hợp tác với các nhà mạng lớn ở Việt Nam và có nhà phân phối rộng khắp 64 tỉnh thành. Trước sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng công nghệ 4.0 và sự gia tăng của cầu, Mascom chứng tỏ khả năng nắm bắt thị trường và sức cung đáng nể của mình bằng những sản phẩm đáp ứng nhu cầu mọi khách hàng. Bộ ba tablet đầu tiên ra mắt tháng 11 năm 2014, thì đến quý 2 năm 2015, IDC, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế, xếp hạng máy tính bảng Mastel ở vị trí thứ 2 thị trường tablet Việt Nam 19%. Trên cả Apple 14% và chỉ đứng sau Samsung 24%. Ngay sau đó, Mascom hợp tác với Intel ra mắt máy tính bảng thương hiệu Việt sử dụng chip Intel đầu tiên và máy tính bảng Mastel W80 và W101 chạy Windows 10 đầu tiên từng gây sốt trong giới công nghệ. Mascom đã vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tháng 12 năm 2015 và được chứng nhận top 100 thương hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2018. Hòa vào dòng chảy công nghệ chưa đầy 10 năm, Mascom cũng phần nào cho người yêu mến công nghệ Việt một niềm tin mạnh mẽ về sự phát triển ở tầm cao mới của sản phẩm nội địa. Với chiến lược đúng đắn của ban lãnh đạo, Mascom ngày càng khẳng định uy tín và tên tuổi với đối tác, khách hàng. Mascom là thương hiệu còn lại hiện nay trong hàng loạt local brands như Qmobile, Mobistar, Fmobile đã rời mặt trận. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, trong một ngành hàng không có nhiều lợi thế như công nghệ Việt, hy vọng cánh én Mascom sẽ tiếp tục phát triển, góp phần làm nên mùa xuân rạng rỡ cho nền công nghệ nước nhà Making Việt Nam. Từ Nhịp Sống Kinh Tế, CafeBiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.
lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.